Xin chào, Lam Phượng đã quay trở lại rồi đây với chuyên mục Ngoại hạng Anh tuần này có gì. Sau cú sốc ở Champions League, người hâm mộ đang rất ngóng chờ Ronaldo sẽ rút giận như thế nào ở giải đấu quốc nội. Trong khi đó, Tottenham vừa đánh mất chuỗi bất bại của mình ở vòng trước khi chuẩn bị sẽ đối đầu với Chelsea đang chơi thăng hoa. Và tất nhiên, mối quan tâm của chúng ta vẫn hướng đến Liverpool, Man City và có cả pháo thủ nữa. Liệu họ có giành chiến thắng trong ngày thứ hai này? Kể từ ngày trở về với Manchester United thì Cristiano Ronaldo chiếm lĩnh chỗ đứng trên mọi mặt báo và sức hút của anh thì khỏi phải bàn cãi. Những cổ động viên của Quỷ Đỏ trở nên cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy Ronaldo trong màu áo của United một lần nữa. Mức độ phấn khích đó đã tăng lên cực đại khi CR7 được mặc lại chiếc áo số 7 nổi tiếng của anh ấy. Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người xếp hàng bên ngoài cửa hàng của câu lạc bộ MU và tất cả những ai có mặt ở đó đều muốn cầm trên tay chiếc áo số 7 của Ronaldo. Chắc chắn là bây giờ ai cũng muốn hành nghề bảo vệ sân bóng để được may mắn như người phụ nữ bảo vệ sân đội Young Boy bị CR7 sút trúng đầu, thế là có ngay cái áo của siêu sao 36 tuổi. Doanh số bán áo đấu của Ronaldo 7 đạt mức kinh ngạc là 32,5 triệu bảng trong 12 giờ đầu tiên kể từ khi số áo của anh chính thức được công bố. Với mức ăn chia là 7% từ 32,5 triệu bảng đó, câu lạc bộ Manchester United kiếm được 3,25 triệu bảng. Hãy nhớ rằng, MU chỉ cần bỏ ra hơn 10 triệu một chút để đem siêu sao người bồ về nhà. Sức hút càng trở nên nóng rực khi Cristiano Ronaldo thể hiện phong độ xuất sắc tại Manchester United. Trong ngày trở lại sân Old Trafford, chân sút 36 tuổi lập một cú đúp tung lưới Newcastle United, qua đó đem về chiến thắng đậm đà với tổng tỷ số là 4-1. Tại Champions League thì CR7 tiếp tục chứng minh đẳng cấp thực sự của mình với bàn thắng mở tỷ số. Nếu không có chiếc thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka, rất có thể anh đã trở thành người hùng giúp cho đội nhà giành 3 điểm đầu tay tại đấu trường châu lục. Cơn sốt của CR7 đã được người đồng đội cũ là Gary Neville lý giải. Tôi bước ra trung tâm thành phố Manchester vào sáng thứ Bảy và tôi thấy nó chưa bao giờ sống động như thế trong 5 hay là 10 năm. Những gì Ronaldo làm cho Premier League thật sự thú vị. Còn đối với thành phố này, cậu ấy khiến tất cả phải xôn xao và phấn khích. Và điều này còn xảy ra trước khi Cristiano ghi được 2 bàn thắng vào lưới Newcastle. Tôi đã ở Trafford và khi nhìn thấy tin tức cậu ấy ghi bàn, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng bầu không khí trên sân lúc đấy như thế nào. Khi nói chuyện với một vài người ở đó, họ nói rằng đó là sự chấn động bùng nóc nhà, điều chưa từng xảy ra trước đây. Sau đó thì đội Trafford đã ghi bàn ở phút cuối cùng, tạo nên một cái kết hoàn hảo. Tất nhiên, mọi thứ đã không hoàn hảo tại Thụy Sĩ hồi giữa tuần. Cristiano Ronaldo mở tỷ số để rồi chứng kiến thành quả của mình bị sụp đổ với những sai lầm tai hại của đồng đội. Trước hết là tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka, rồi tiếp theo là Jesse Lingard. Lingard từng ghi bàn ấn định tỷ số trước Newcastle nhưng không thể nào vượt qua được cái bóng của CR7. Tuy nhiên, trận đấu trước Young Boys thì hoàn toàn khác khi anh vào sân thấy chỗ của Ronaldo rồi kết liễu trận đấu bằng một đường kiến tạo, nhưng là kiến tạo để cho đối thủ sút tung lưới của De Gea. Giờ thì CR7 đã hiểu tại sao mấy năm vừa qua MU không giành được cái cúp nào rồi. Vào cuối tuần này, công cuộc cánh tim của Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục khi Manchester United làm khách của West Ham. Vào thời điểm hiện tại thì West Ham chính là một trong những đội bóng hiếm hoi còn giữ nguyên thành tích bất bại. Đội này thắng liên tiếp 2 trận trước khi để hòa Crystal Palace cũng như Southampton. Phong độ giảm dần, cộng thêm việc có ít hơn 2 ngày nghỉ so với Manchester United vì phải thi đấu tại Europa League vào giữa tuần. Rõ ràng đội bóng thành London có nhiều bất lợi hơn so với Quỷ Đỏ thành Man. Bên cạnh đó thì họ bước vào trận đấu này mà không có Mitrai Antonio, tiền đạo ngôi sao đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League. Anh dính 2 tấm thẻ vàng trong cuộc đọ sức với Southampton vào cuối tuần qua và sẽ làm khán giả ở trận đấu tuần này. Tuy nhiên, West Ham hoàn toàn có thể trông cậy vào Jesse Lingard. Với đường truyền cắt tiết lạnh lùng ở trận đấu trước thì Lingard đang trở thành ngòi nổ tấn công lợi hại đối với bất cứ đội bóng nào đối đầu với MU. Mùa trước, tiền vệ người Anh đã hồi sinh và thậm chí còn suýt nữa lọt vào top đội hình tam sư dự Euro. Lingard có lẽ có rất nhiều tình cảm với West Ham sau một mùa giải hết sức bùng nổ cùng đội bóng này. Vấn đề là liệu Lingard có một lần nữa chiếm lấy spotlight của CR7 hay không? Và điều đó sẽ theo hướng tích cực hay là tiêu cực cho đội bóng chủ quản? Rõ ràng là nếu như Jesse Lingard được vào sân, mọi chuyện sẽ trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Tất nhiên, MU và West Ham thì không phải là điểm nhấn duy nhất của vòng này. Cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng 5 có lẽ là trận derby của thủ đô London giữa Chelsea và Tottenham. Trận cầu Super Sunday của cuối tuần này sẽ là dịp để một lần nữa Romelu Lukaku thể hiện đẳng cấp. Kể từ khi trở lại với sân Stamford Bridge, chân sút người Bỉ đã liên tục nổ súng. Anh lập cú đúp trước Aston Villa ở vòng 3, trước khi ghi bàn thắng duy nhất để Chelsea đánh bại Zenit Saint Petersburg tại vòng bảng UEFA Champions League.
Rõ ràng là Lukaku đang thổi một làn gió mới vào The Blue, đem về điều mà đội hình của thầy trò Thomas Tuchel còn thiếu. Đó là một chân sút ghi bàn ổn định. Cách đây ít ngày thì chúng tôi đã làm một video phân tích về Romelu Lukaku và sự trưởng thành trong lần thứ hai khoác áo Chelsea. Nếu tò mò thì chút nữa các bạn hãy theo dõi nhé. Quay trở lại với video ngày hôm nay, đối thủ tiếp theo của Chelsea đó chính là Tottenham Hotspur, trận cầu đinh ở vòng 5. Được biết đây sẽ là trận đấu không có carbon đầu tiên trong lịch sử và Tottenham từng được bầu chọn là đội bóng xanh nhất tại Premier League đó. Đội bóng đã khởi đầu cực kỳ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp và thuyền trưởng của họ, ông Nuno Espirito Santos đã giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 8, nhưng cũng giống như một người nhất khác tháng 8 là Antonio. Ông Santos cũng gặp vận dụng tại trận đầu tiên của tháng 9, khi đội của ông cũng dính thẻ đỏ, không ghi bàn nào và còn để thua tàn tác 3 trắng. Có lẽ là mọi vận may của họ đã dồn hết vào tháng 8 ư? Tuy nhiên, sự chú ý còn được đổ dồn vào việc Chelsea và Tottenham sẽ tạo nên trận đấu không carbon đầu tiên trong lịch sử. Đây là hành động nhằm nâng cao ý thức về mối đe dọa của biến đổi khí hậu và truyền cảm hứng cho người hâm mộ thực hiện những thay đổi đơn giản nhằm giúp giảm lượng khí thải carbon. Khi nói tới không carbon, chúng ta nói tới sự cân bằng giữa lượng nhà kính được tạo ra và lượng loại bỏ khỏi bầu khí quyển. Trong bối cảnh của trận đấu, điều này có thể đạt được khi lượng khí thải trực tiếp liên quan đến nó, như việc đi lại của người hâm mộ và nhân viên, sử dụng năng lượng của sân vận động, sản xuất thực phẩm, đồ uống. Được giảm càng nhiều thì càng tốt, và phần còn lại sẽ được bù đắp thông qua các dự án tự nhiên. Có thể bao gồm đầu tư vào các tổ chức trồng cây hoặc tổ chức từ thiện làm sạch đại dương, hoặc đóng góp vào các dự án khám phá nhiều cách hơn để sản xuất năng lượng tái thảo. Còn nhớ, Tottenham từng được bầu là đội bóng xanh nhất tại Premier League. Liverpool và Man City vừa có những trận đấu hết sức ấn tượng và đầy xúc cảm tại Champions League. Mong là sau khi quay về ngoại hạng Anh, họ vẫn giữ vững được phong độ đó. Nhưng mà mình muốn focus vào Arsenal hơn. Một đội bóng khác thành London là Arsenal sẽ thi đấu sớm hơn một chút vào khung giờ 21 giờ của ngày thứ Bảy. Sau khi thua tan tác hai trận liên tiếp thì pháo thủ đã tìm lại được niềm vui khi giành chiến thắng trước Norwich với tỷ số 1-0. Qua đó, thoát khỏi nhóm cuối bảng để vươn lên vị trí thứ 5 từ dưới lên. Rõ ràng là thầy Arteta đã cứu vãn tình hình đôi chút và công cuộc xét Arteta sẽ tiếp diễn khi đội bóng thành London chạm trán đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ là Burnley. Đây được coi là đối thủ ngang tài ngang sức đối với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Burnley dù không giành nhiều điểm bằng Arsenal nhưng lại ghi bàn nhiều hơn gấp 3 so với đối thủ cuối tuần này. Cần nhớ rằng, pháo thủ chỉ có thể thắng sát đội bên bảng và chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ giành thêm 3 điểm, nhất là khi màn trình diễn không thực sự thuyết phục. Tuy nhiên thì có lẽ là hơi sớm để tập trung vào một cuộc đua chống xuống hạng, nhất là khi cùng vào 21 giờ thì có hai đội bóng đã vô địch Premier League trong 4 năm qua. Đó là Manchester City và Liverpool. Với Manchester City, đối thủ tiếp theo của đội bóng này chính là Southampton và họ được kỳ vọng tiếp tục thắng đậm khi đá trên sân nhà Etihad. Đoàn quân của Pep Guardiola đã thắng 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League với tỷ số 5-0 trước Everton, Norwich và Arsenal. Tuy nhiên thì đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl đã hòa 1-1 trước Man U hồi đầu mùa. Hơn nữa thì họ vừa ký hợp đồng với tiền đạo Adam Armstrong từ Blackburn Rovers và điều đó thì giúp bổ sung đáng kể cho hàng công của đội bóng chủ sân St. Mary's. Trong khi đó thì Liverpool sẽ phải bước vào cuộc đọ sức với Crystal Palace, đội bóng vừa hạ gục Tottenham 3 bàn không gỡ. Premier League tuần này có lẽ sẽ khó đoán hơn khi đây là tuần đầu tiên của giải đấu diễn ra sau các loạt trận cúp châu Âu. Ví dụ như Liverpool vừa có cuộc đụng độ khó khăn với AC Milan vào thứ Tư, trong khi Leicester đối mặt với Brighton sau khi đối đầu với Napoli vào thứ Năm vừa qua. Với việc đối thủ không phải thi đấu giữa tuần, những đội bóng hàng đầu nước Anh sẽ thất thế đôi chút về mặt thể lực và rất có thể sẽ dẫn tới nhiều kết quả bất ngờ. Liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem những diễn biến cuối tuần này. Video đến đây là hết rồi. Theo các bạn, đâu sẽ là cặp đấu ấn tượng nhất? Hãy để lại dưới phần comment, mình sẽ cùng các bạn trả lời.